Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng miệt mài vây và công, chính lì đòn, Huệ thì thỏ đế, thưởng công tử bột. Theo nguồn tin khả tín và tờ Thời báo.d có được là ngày 27 tháng 2 tới đây, Trung ương Đảng lại có kỳ họp bất thường để phân chia quyền lực. Đây là cột mốc chính thức đánh dấu phe tổng chiếm 75% trong tứ trụ. Ông Phạm Minh Chính đang trong thế thập diện mai phục do phe ông tổng bày ra. Liệu rằng ông Phạm Minh Chính có bị đẩy ngã hay không? Đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh trụ Phạm Minh Chính được đánh giá là khá vững. Thực tế, phe Nguyễn Phú Trọng đã chiếm ưu thế trong tứ trụ là một sự thật. Tuy nhiên, một nhà phê bình trong nước đánh giá, dù cho ghế chủ tịch nước là người của ông Tổng Bí Thư, nhưng thực chất ghế này hữu danh vô thực, không tăng cường sức mạnh trong Tổng Bí Thư là bao. Còn ghế chủ tịch Quốc hội thì lại được đánh giá là ghế cơ hội. Ông Vương Đình Huệ bị người này gọi là thỏ đế vì cứ ngồi nấp sau bụi rậm đợi tàn cuộc rồi mới nhảy ra để đánh chén. Từ năm 2015, ông Vương Đình Huệ chưa cho thấy sức mạnh gì đáng kể ngoài việc trốn tránh chỉ ló ra khi mọi việc đã xong. Đánh giá về Võ Văn Thưởng thì người này cho rằng ông Thưởng là công tử bột. Người này còn nói chữ Thưởng đi với chữ Hưởng một vần, nghĩa là Võ Văn Thưởng chỉ có hưởng mà thôi. Làm chính trị kiểu công tử bột, được người khác dọn sẵn rồi chỉ việc ngồi vào bàn để đánh chén mà không hề biết chiến đấu là gì. Đấy là mẫu người trong tứ trụ. Phe Nguyễn Phú Trọng sắp tới sẽ có 3 người trong tứ trụ là Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng được xem là kẻ ăn bám ông Tổng Bí Thư, không làm cho Phạm Minh Chính phải e ngại. Người được đánh giá cao sau lưng ông Nguyễn Phú Trọng là Phạm Minh Chính. Người này đánh giá rằng Phạm Minh Chính rất lì đòn, không dễ để ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xô ngã cho được. Đây là hình ảnh Vương Đình Huệ bị đánh giá là thỏ đế. Vào ngày 12 tháng 1, ông Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết các sai phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC liên quan đến địa phương nào, bộ ngành nào, các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ để xử lý. Một số nhà quan sát đang xem dõi, xem ban nội chính có sờ vào những mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với quân đội hay không, vì nó có liên quan đến số phận chính trị của ông Phạm Minh Chính. Tiếp theo đó là ngày 20 tháng 1, ông Phan Đình Trạc tuyên bố một câu xanh dờn, xử lý nghiêm minh cả cán bộ cấp cao, tướng trong lực lượng vũ trang. Nhưng rồi cũng chẳng thấy tướng tá quân đội nào bị dính cả. Việc ông chủ lò xua quân đánh vào những sai phạm của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cứ như ông tấn công vào tứ trụ thép vậy. Nhưng cái trụ này chẳng suy chuyển gì cả. Cho tới nay, việc bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bế tắc. Ông Tô Lâm không biết lần mò đầu mối thế nào để tóm được bà Nhàn về để quy án. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở nước ngoài cứ chơi trò vuốt râu hùm với ông Tô Lâm mà chẳng hề ngán ngại gì. Đây là hình ảnh công tử bột Võ Văn Thưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng là trụ mạnh nhất, tuy nhiên tuổi tác của ông thì đã quá già. Ông muốn dọn đường cho Vương Đình Huệ hưởng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì để có thể làm cho trụ thủ tướng đổ được. Ông Phạm Minh Chính là thủ tướng không đi lên từ phó thủ tướng thường trực, như thế mới thấy ông này cao thủ như thế nào. Nếu không công phá được trụ thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính sẽ cạnh tranh với ông Vương Đình Huệ để giành chiếc ghế Tổng Bí Thư sau 2 năm nữa. Lúc đó, rất khó để Vương Đình Huệ có thể vượt qua được ông Phạm Minh Chính. Những vụ án như chuyến bay giải cứu của Việt Á có liên quan đến hai đời thủ tướng, vậy mà cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ngã, còn Phạm Minh Chính thì không. Không biết sắp tới đây ông Nguyễn Phú Trọng có thay đổi chiến thuật gì hay không. Nếu cứ như hiện nay thì rất khó làm gì ông Phạm Minh Chính cho được. Còn riêng hai nhân vật kia, một là thỏ đế, một là công tử bột, ắt cũng không giúp được gì nhiều cho ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Tổng miệt mài, vây và công, chính lì đòn, Huệ thỏ đế, thưởng công tử bột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chơi khăm khách hàng, danh hiệu VinFast lớn nhanh hơn VinFast. Mới đây, trên trang fanpage cộng đồng OFFB đã xuất hiện một tin tức phàn nàn về sự vô trách nhiệm của VinFast Việt Nam. Nội dung của dòng trạng thái này được miêu tả như sau. Đây là hình ảnh dòng trạng thái của khách hàng VinFast đăng trên OFFB. Lần cuối cùng, chơi bời cùng anh bạn VinFast. Những trải nghiệm kinh khủng với một người mua xe VinFast vài lần. Review chân thật nhất cho các bạn đang có ý định mua xe. Em đặt mua xe VinFast từ xe xăng qua xe điện. Bao nhiêu cái hợp đồng thì ngần đấy lần bị lừa bởi dealer là những chính sách bán hàng của VinFast. Xe xăng chốt như đinh đóng cột với khách hàng phân bổ kịp để chạy thuế. Xong quá ngày hẹn giao xe 2 ngày, gọi cho người bán hàng thì hỏi chị là ai, chị không có xe đâu. Cọc cầm của khách hàng gần 2 tháng thì im rẻ. Xe điện thì vào ngày 8 tháng 9 gọi điện báo khách là ngày 10 tháng 9 nhận xe. Báo khách hàng chuẩn bị gần 900 triệu đồng trong vòng 2 ngày. Tối ngày 9 tháng 9 khách gọi điện vẫn ok. Đến gần đêm thì gọi điện nói anh chị không có xe đâu. Khách hàng rút tiền ngân hàng, mất lãi, ôm cục tiền hơn 2 tháng, mòn mỏi đợi mới giao xe. Mang tiếng tiên phong ưu đãi nhưng thật ra giờ thành lứa chuột bạch tận thu, trải nghiệm đủ thể loại lỗi với quả xe giá lịch trên. Gọi trên tổng đài đến tiền triệu mà tiền điện thoại vì xe mắc lỗi liên tục, vừa mất tiền vừa mưa bực mình vào người. Xong đến quả cho khách tiên phong áp voucher thì hạn cho 1 tháng, trong đó mất 10 ngày Tết, đúng lúc voucher khan hàng, cò đẩy giá leo theo từng phút, bỏ tiền ra mua còn như đi xin. Hội cò voucher này, nhắn tin gọi điện cò không thèm tiếp luôn, giá voucher từ 120 triệu đẩy lên 180 triệu. Ngày 15 tháng 2 hết hạn, áp cho khách tiền phòng và ngày 16 tháng 2 thì Vinhomes xả voucher. Voucher về 110 triệu, một sự tình cờ có chủ ý. Chính sách bán hàng hãm nhất quả đất em từng thấy, khách hàng mua xong, quả xe chả khác gì bị bịp. Tạm biệt và không bao giờ hẹn gặp lại anh bạn VinFast. Đây là hình ảnh, xe lỗi bị triệu hồi là bình thường, tuy nhiên nếu không tôn trọng khách hàng thì lỗi sẽ bị xé ra to. Đấy là dòng trạng thái của khách hàng tiên phong. Khách hàng tiên phong móc hổ bao ra mua ủng hộ VinFast thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Các doanh nghiệp chân chính luôn xem khách hàng là thượng đế, trong khi VinFast xem khách hàng là người cầu cạnh họ. Họ xem nhẹ khách hàng, thao túng truyền thông, thậm chí nhiều lần gài bẫy khách hàng tiên phong, vừa mua hàng đắt vừa mua hàng lỗi, rất khổ sở. Đây là ý kiến phản hồi của rất nhiều khách hàng tiên phong, chứ không chỉ một mình khách hàng này. Hiện nay, hãng xe hơi VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị nhiều người đặt cho hỗn danh không mấy tốt đẹp, đó là VinFast. Ý của họ là VinFast nói phét về sản phẩm của họ, nói phét về những chế độ ưu đãi khách hàng, vân vân. Nguyên nhân xuất hiện hỗn danh này là bởi cách quảng cáo thiếu trung thực, họ nói một đường làm một nẻo, rất đặc trưng của chính quyền cộng sản. Nếu người dân dùng câu nói của Nguyễn Văn Thiệu, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, để chỉ thói gian trá, nói một đường làm một nẻo của chính quyền này, thì khổ chủ của VinFast dùng từ VinFast để chỉ VinFast cũng có ý tương tự như vậy. VinFast muốn xóa nickname xấu mà người ta đặt cho mình thì chỉ có thể trung thực, tôn trọng khách hàng và bán cho khách hàng sản phẩm đúng như những gì đã quảng bá. Nếu không thì hỗn danh VinFast sẽ sớm lớn mạnh dần dần và nó sẽ lấn át tên gốc là VinFast mà ông Phạm Nhật Vượng đã đặt. Đây là hình ảnh không hiểu ông Phạm Nhật Vượng kinh doanh bằng thứ triết lý như thế nào, sao mà bền vững cho được với tình hình như vậy. Cứ chơi khầm khách hàng như thế này, không sớm thì muộn VinFast sẽ đánh mất khách hàng và mang thêm tiếng xấu. Nếu làm tốt thì hữu xạ tự nhiên hương, sẽ ngày càng nâng tầm thương hiệu. Còn nếu cứ bẫy khách hàng thì tiếng xấu cũng lan tỏa và chính nó sẽ giết chết thương hiệu. Không biết ông Phạm Nhật Vượng làm giàu bằng cách nào mà sao ông lại coi nhẹ việc xây dựng thương hiệu đến thế. Ở Việt Nam dù là dựa hơi chính quyền thì cũng không thể coi thường khách hàng, lợi bất sẽ cập hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin chơi khăm khách hàng, danh hiệu VinFast
lớn nhanh hơn VinFast. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de